lâu lâu Thành muốn đổi lại một cái, có một cái chương trình giống như là đại nhạc hội đem đến với tất cả quý vị ngày hôm nay. Thì hôm nay từ nãy giờ là quý vị thấy chỉ có cười cười chút xíu với cái đám cưới của Hoàng Tục Linh và Quốc Khanh thôi, còn nhiều là hát mệt nghỉ luôn. Và sau đây, để hồi nãy anh đã nói là em sẽ có một bài quê hương, thì bây giờ anh xin mời em, kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Tục Linh. Kính thưa quý vị, bây giờ Thục Linh xin gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, bài hát được mang tên Người Ngoài Phố. Xin quý vị cùng nghe. Cho nó thông cổ. Tại vì cái này là anh ấy từ dưới có 5 đứa mình thôi, thì em mới cứ thay phiên thôi.
Và kính thưa quý vị, một lần nữa năm ca sĩ. Sao mình cười chút nữa anh? Chút cười cái gì, một lát xong anh xong cái này cười xong cái này cười nữa. Anh có nhiều chuyện cười lắm á. Anh sẽ hỏi em. Ok rồi. Năm ca sĩ Quốc Khánh. Ủa cái ghế em đâu rồi? Ghế gì, đứng luôn đi. Đứng hả? Cần ngồi không? Cần ngồi đi. Này, ngồi chung với anh Nghĩa cho nó vui. Henry cho cái ghế cho ngồi nè. Đó, lấy cái ghế của Trung Nghĩa luôn. Cho em ngồi kế anh em hát luôn nha. Em muốn tiếng đờn của anh nó. Yeah. Em hát một câu, anh đờn một câu. Kính thưa quý vị, Quốc Khánh xin gửi tới quý vị một nhạc phẩm mà Quốc Khánh rất là thích. Nhưng khi mà vào trung tâm Mesa thì mới quen biết được hai người anh mà đã viết lên nhạc phẩm này. Đó là nhà thơ Đặng Hiền và nhạc sĩ Lê Đức Long. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm mà Quốc Khánh nghe từ hồi còn rất bé. Xin gửi lại quý vị, gửi tặng tất cả quý vị nhân dịp lễ tạ ơn. Nhạc phẩm được mang tên Tiễn Đưa. Sáng đông trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh, khi em về ngồi nghe biển hát, chiều quá nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau, lời cảm ơn giữ lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau. Làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Đi rồi còn chỉ em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi.
làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi, còn chỉ em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hạt, mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em. Rồi tình ta tan mau và tháng năm phải tan úa nhau. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ. Vâng, và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành lại xin mạn phép quý vị một phần quảng cáo nhỏ nhỏ. Thành sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Yeah.